Xin chào tất cả các bạn, Xiaomi Redmi Note 5 Pro đang là sản phẩm bán chạy nhất trong tầm giá 4 đến 5 triệu. Nó hội tụ đầy đủ mọi tiêu chí về thiết kế đẹp, cấu hình khủng cũng như là màn hình tràn viền, camera kép và cả thời lượng sử dụng pin trâu. Tuy nhiên, do đây là sản phẩm đến từ thị trường Trung Quốc nên chiếc Redmi Note 5 Pro này sẽ có những câu hỏi và nhiều thắc mắc mà các bạn cần giải đáp. Và ở video này thì đi review sẽ mang đến cho tất cả các bạn những điều cần biết về Redmi Note 5 Pro. Câu hỏi đầu tiên mình nhận được khá nhiều sự hỏi của các bạn đó là chiếc Note 5 Pro này có những phiên bản nào và nguồn gốc từ đâu. Thì hiện tại chiếc Note 5 Pro đang có hai phiên bản, đó là phiên bản nhập khẩu và phiên bản chính hãng DigiWorld. Hai sản phẩm này khác nhau cơ bản chỉ là chính sách bảo hành. Với bản nhập khẩu thì bạn sẽ được bảo hành máy tại các cửa hàng bạn mua, còn với phiên bản DigiWorld thì bạn sẽ được bảo hành tại các trung tâm DigiCare trên toàn quốc. Thì tùy vào túi tiền chúng ta mà chọn mua cho hợp lý. Vì mức giá sản phẩm nhập khẩu sẽ rẻ hơn bản chính hãng DigiWorld lên đến 700.000. Các bạn cũng lưu ý, ở thị trường Việt Nam thì bản nhập khẩu sẽ đến từ thị trường Trung Quốc chứ không phải thị trường Ấn Độ. Do băng tần sóng bản Ấn sẽ ít hơn rất nhiều so với hai phiên bản kia. Tiếp theo thì Xiaomi Redmi Note 5 Pro có những phiên bản cấu hình nào? Thì mình xin trả lời, đối với bản chính hãng DigiWorld sẽ có hai phiên bản bộ nhớ, đó là 332GB và 464GB. Còn nếu bạn muốn thoải mái hơn về đa nhiệm thì bạn nên chọn bản nhập khẩu, vì ngoài hai phiên bản bộ nhớ trên thì sẽ có thêm phiên bản bộ nhớ 664GB. Ngoài ra sẽ có 4 màu sắc cho bạn lựa chọn, đó là đen, vàng, hồng và xanh dương. Về tốc độ cấu hình thì phiên bản nhập khẩu Trung Quốc và bản chính hãng DigiWorld sẽ tương tự nhau và tất cả sẽ đều chạy chip S636. Đánh giá hiệu năng con chip này thì đi review đã có rất nhiều bài test hiệu năng của chiếc Note 5 Pro và cho kết quả rất ấn tượng, với điểm số AnTuTu lên tới 130.000 điểm, thoải mái cho anh em chiến hầu hết các tựa game hot nhất hiện nay. Câu hỏi thứ ba, bản ROM tiếng Việt lưu ý cài đặt được chưa hay là phải đợi? Thì hiện tại đối với các bạn khi mua sản phẩm nhập khẩu thì bạn có thể cài đặt ROM tiếng Việt ngay mà không cần phải đợi 15 ngày như trước nữa. Còn nếu bạn muốn thoải mái hơn và không cần cài cắm bất cứ thứ gì thì bạn nên chọn bản chính hãng DigiWorld, sẽ có sẵn tiếng Việt ngay khi bạn bóc máy. Tiếp theo đó là máy trong quá trình sử dụng thì có lỗi gì không? Hiện tại trên các hội nhóm, một số thành viên đang băn khoăn vấn đề Redmi Note 5 Pro bị lỗi cảm ứng, máy có hiện tượng bị đơ giật trong quá trình sử dụng. Một số trường hợp bị đơ cảm ứng phải tắt màn hình đi bật lại mới sử dụng cảm ứng được. Bọn mình đã tổng kết lại trong số các máy di động thông minh phân phối thì nhận được cực kỳ ít trường hợp máy bị lỗi như vậy. Các bạn cũng an tâm là di động thông minh sẽ đổi cho bạn một máy khác nếu bạn gặp trường hợp máy lỗi. Các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đã chỉ ra, đa số các máy Redmi Note 5 Pro khi thảm bị đơ cảm ứng có thể là do đây là sản phẩm mới, phần mềm và bản ROM chưa thực sự ổn định với máy. Cuối cùng thì mua Redmi Note 5 Pro ở đâu? Có thể khẳng định Xiaomi Redmi Note 5 Pro hiện đang là sản phẩm bán chạy nhất trong tầm giá 4 đến 5 triệu. Do thiết kế nguyên khối, cấu hình cao, chip 636, pin trâu, màn hình tỷ lệ 18:9 thời thượng và có khả năng chụp ảnh xóa phông cực kỳ tốt với camera kép lên tới 12 megapixel. Việc lựa chọn để mua chiếc Redmi Note 5 Pro để tốt nhất, bạn có thể tìm hiểu kỹ để lựa chọn hệ thống nào uy tín, có nhiều địa chỉ trên toàn quốc, có chế độ bảo hành, chế độ mua hàng rõ ràng. Và một phần nhỏ nữa, các bạn cũng quan tâm đến các phần quà ưu đãi tặng kèm. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm này ở tại Di động Thông minh do được hỗ trợ với mức giá hợp lý. Đặc biệt, khi mua hàng, bạn sẽ được mở hộp và cài đặt phần mềm miễn phí, có thể nâng cấp chế độ bảo hành lên tới 18 tháng, kể cả rơm móc, đổi mới lên tới 4-5 ngày trên tất cả 15 showroom trên toàn quốc. Đi kèm với đó là việc nhận được nhiều phần quà giá trị. Đặc biệt, hiện nay Di động Thông minh cũng đang cung cấp phiên bản DigiWorld với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Trên đây là video mình giải đáp thắc mắc của các bạn đã và đang định mua chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro này. Các bạn còn gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới video. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh đi review. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.